Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Đang học tiếng Ả Rập đấy. Oh my god. Wow. Đàn ông Ả Rập lấy 4 vợ cơ. Ôi trời ơi. Thiệt lắm. Nhìn người Ả Rập giống người Ấn Độ. Họ có phải là một dân tộc không hả anh? Hay chỉ là giống nhau thôi? Vì em thấy anh Salim giống mấy diễn viên ở trong phim Cô Giáo 8 tuổi ấy. Anh Salim ơi, cho em hỏi, ở bên Ả Rập toàn sa mạc hết đúng không? Ở đây có nhiều lạc đà, con lạc đà đúng không? Thế thì phụ nữ ở đây luôn phải vịt chê cả mặt, chỉ được hở hai con mắt thôi à? Thì làm sao mà biết đẹp hay không? Thế thì Ả Rập có phải là những người trùm khăn, ôm bố không bố hả anh? Run. Mỗi lần Salim làm video trên YouTube thì Salim hay giới thiệu: xin chào các bạn, tôi là Salim Hamad, tôi đến từ Palestine, một trong 22 quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. Và vừa rồi thì Salim đã nhận rất nhiều câu hỏi thắc mắc về thế giới Ả Rập. Và bên cạnh đó Salim cũng biết là sự hiểu biết của người Việt Nam về thế giới Ả Rập cũng rất là khiêm tốn. Vì thế Salim quyết định làm video này để giải đáp mỗi một sự thắc mắc về thế giới Ả Rập. Và nếu như các bạn vẫn có sự thắc mắc gì về thế giới Ả Rập thì các bạn có thể tự do bình luận cho Salim ở phần bình luận của video. Và đừng quên động viên Salim bằng một cái like. Và nếu như mà các bạn quan tâm và thích nội dung kênh của Salim thì hãy bấm nút subscribe để theo dõi kênh của Salim. Anh Salim ơi, cho em hỏi, Ả Rập có phải là Ả Rập Xê Út không? À không phải, Ả Rập Xê Út chỉ là một quốc gia trong 22 quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. Từ lúc mới sang Việt Nam đến giờ, mỗi lần có ai đó hỏi Salim, Salim đến từ đâu, thì khi mà Salim nói đến từ ví dụ thế giới Ả Rập thì người ta bảo là Ả Rập Xê Út. Không phải. Ả Rập Xê Út chỉ là một quốc gia thôi, một quốc gia trong 22 quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. Thế thì tại sao gọi là Trung Đông nhỉ? Danh từ Trung Đông là do các nhà địa lý châu Âu đặt ra. Họ coi toàn bộ khu vực phía đông Địa Trung Hải là phương Đông, còn những nơi ở gần châu Âu là cận Đông, là các quốc gia ở bờ phía đông Địa Trung Hải, ví dụ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Những nơi ở xa châu Âu là Viễn Đông, là các quốc gia châu Á Thái Bình Dương, ví dụ Trung Quốc và Việt Nam. Khu vực còn lại là Trung Đông, gồm các quốc gia ở Tây và Tây Nam Á và Đông Bắc Phi. Theo quan điểm truyền thống thì Trung Đông chính là thế giới Ả Rập, nhưng theo một số quan điểm khác thì Trung Đông bao gồm thêm một số quốc gia không thuộc thế giới Ả Rập nữa như Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Salim ơi, cho em hỏi, ở bên Ả Rập toàn sa mạc hết đúng không? Ở đây có nhiều lạc đà, con lạc đà đúng không? À không phải, rất nhiều người trên thế giới này không chỉ ở Việt Nam thôi, họ nghĩ là thế giới Ả Rập toàn sa mạc. Nhưng thực tế không phải là như vậy, vì đa phần rất nhiều quốc gia của thế giới Ả Rập đều không phải là sa mạc. Cây cối thì ở khắp nơi, nông nghiệp thì rất phát triển và thậm chí rau củ quả cũng mang xuất khẩu trên thế giới. Salim sẽ cố gắng giải thích cho các bạn cụ thể hơn về từng nước Ả Rập một về những phần video tiếp theo. Thế thì phụ nữ ở đây luôn phải bịt che cả mặt, chỉ được hở hai con mắt thôi à? Thì làm sao mà biết đẹp hay không? Chiếc khăn là biểu tượng văn hóa tôn giáo của phụ nữ Ả Rập. Không chỉ là phụ nữ thôi mà thậm chí cả đàn ông nữa. Bởi vì nó gắn liền với đời sống của người Ả Rập ngày xưa, khi mà phải chịu ảnh hưởng của khí hậu sa mạc Sahara rất là nóng nực. Cộng thêm văn hóa kín đáo nên phụ nữ Ả Rập ngày xưa họ phải cuốn khăn che kín mặt để bảo vệ làn da cũng như sự thanh cao của mình. Thực ra ở Việt Nam vào mùa hè phụ nữ Việt Nam khác gì đâu. Họ phải đeo kính này, khẩu trang rồi mũ bảo hiểm xong kiểu gọi là ninja. Thì đấy, xong là khi về nhà thì người ta sẽ cởi hết ra bởi vì ở nhà mát mẻ, người không có nắng. Đơn giản là như vậy thôi. Còn hiện nay thì phụ nữ Ả Rập thì không còn che mặt nữa mà là sẽ che tóc thôi. Và tôi nghĩ rằng vài năm nữa thì không còn che tóc và thậm chí có thể hở cả người. Và có khi đây là một tin vui với rất nhiều người. Họ nghĩ là phụ nữ như thế này mới là tự do, phụ nữ như thế này mới có quyền ăn mặc đẹp. Thế nhưng thật sự với Salim và với những người nghĩ đó là văn hóa tốt đẹp thì đây là tin rất là buồn. Vâng, tin rất là buồn. Tôi sẽ giải thích tại sao nó là tin buồn. Tôi hỏi các bạn bây giờ, khi mà các đàn ông Việt Nam đi quán bar và xem các gái sexy trong bar hở hang, hầu như không mặc gì, rất là đẹp, đẹp lắm, sexy. Thế nhưng hỏi họ một câu, có muốn lấy làm vợ không?
chắc chắn không có một ai muốn lấy làm vợ. Chắc chắn 100%. Và một ví dụ nữa là khi mà mình có hai đĩa bánh ngọt, một đĩa thì được chê, một đĩa thì không được chê. Và cái đĩa không được chê thì con ruồi nó bay xung quanh. Thì bạn muốn ăn cái miếng ngọt nào, cái bánh ngọt nào, cái mà được chê hay là cái mà không được chê? Các bạn nghĩ sao? Ôi dồi ôi, Ả Rập lấy bốn vợ cơ. Việc lấy bốn vợ thì hầu như bây giờ không có đâu. Ngày xưa thì có đầy, còn bây giờ thì không có. Salim nhớ ở làng của Salim ở quê ấy, thì hầu như không có một người nào lấy hai vợ đâu. Và để lấy bốn vợ thì phải có điều kiện. Điều kiện thứ nhất thì phải có gọi là điều kiện sức khỏe. Thì phải đủ sức để mà có thể chiều được một vợ, hai vợ, ba vợ, bốn vợ. Thì bạn khỏe thật sự đủ tự tin thì lấy đi. Và để lấy đi thì phải có điều kiện thứ hai, đó chính là vật chất, tiền bạc. Nếu như mà mua một ngôi nhà cho vợ này thì cũng phải mua một ngôi nhà cho vợ này, vợ thứ hai, vợ thứ ba, vợ thứ ba, thứ tư. Và mỗi lần mỗi mua một cái vòng vàng chẳng hạn ấy, cũng phải mua cho vợ thứ hai, không thì là ghen. Và khi mà phụ nữ ghen với nhau ấy thì cái đầu này không còn chịu nữa. Thì phải có một cái sự công bằng. Mà tôi có thể khẳng định rằng với các bạn, cái tôn giáo duy nhất trên thế giới mà đã nói cho con người hãy lấy một vợ, đó chính là Hồi giáo. Vâng, Đạo Hồi chính là tôn giáo duy nhất đã khẳng định là chỉ lấy một vợ chứ không phải bốn vợ. Bao giờ mà có thể lấy một bốn vợ nếu như mà thật sự có thể công bằng được. Nhưng tôi nghĩ rằng không có một người đàn ông nào trên thế giới này có thể làm được công bằng giữa bốn phụ nữ. Bởi vì một phụ nữ cũng không chịu nữa, không chịu nổi. Sao mà có thể chịu nổi bốn phụ nữ được? Nhìn người Ả Rập giống người Ấn Độ, họ có phải là một dân tộc không hả anh? Hay chỉ là giống nhau thôi? Vì em thấy anh Salim giống mấy diễn viên ở trong phim Cô Giáo 8 tuổi ấy. Người Ả Rập và người Ấn Độ thật ra không giống nhau đâu. Vì chắc là bạn do là chưa tiếp xúc nhiều nên chưa có thể phân biệt được giữa người Ả Rập và người Ấn Độ. Và vì người Việt Nam hay xem phim Ấn Độ nhiều quá thì họ kiểu nghĩ nhầm, chắc là Ấn Độ cũng giống Ả Rập thôi. Giống như Salim hồi mới sang Việt Nam thì Salim cũng chả phân biệt được. Ví dụ Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Hàn Quốc hay là Nhật Bản hay là Campuchia và Lào, Salim thấy giống nhau hết. Nhưng mà sau 8 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam thì Salim bây giờ có thể phân biệt người Bắc Trung Nam của Việt Nam bằng giọng nói chứ không phải là chỉ bằng khuôn mặt thôi. Thế thì Ả Rập có phải là những người trùm khăn ôm bố không bố hả anh? Không, thực ra đây là suy nghĩ phiến diện và bị hạn chế thông tin bạn ạ. Không phải. Thật ra người Ả Rập Hồi giáo thì cũng là con người bình thường như bao nhiêu người khác trên thế giới. Thậm chí là người có đạo nên họ luôn được giáo dục phải yêu thương con người và giúp đỡ người khác. Vậy bạn có nghĩ họ là kẻ khát máu và sẵn sàng cướp đi sinh mạng của người khác không? Salim nghĩ đây là việc làm rất xấu nhằm bôi nhọ hình ảnh của người Hồi giáo trong mắt những người ít tìm hiểu thông tin thôi. Và đây, Salim là một người theo Đạo Hồi và sống tại Việt Nam được 8 năm rồi. Salim chưa bao giờ có những cái suy nghĩ tiêu cực để gây ra khủng bố tại Việt Nam. Salim cực kỳ yêu hòa bình của Việt Nam. Và năm 2019 vừa rồi thì Salim cũng được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu đại sứ hữu nghị vì hòa bình. Thế thì có phải tất cả các nước Ả Rập đều có giàu mỏ và giàu có như Ả Rập Xê Út hay là Imarat với Qatar không anh? Không phải tất cả các nước Ả Rập đều có giàu mỏ đâu. Ví dụ như Palestine là quê hương của Salim, không có giàu mỏ đâu. Và chắc chắn sau này thì Salim sẽ nói cụ thể cho các bạn về đất nước Palestine và con người Palestine, văn hóa Palestine. Và các bạn chắc là từ nãy đến giờ nghe Salim đang nói về thế giới Ả Rập thì thế giới Ả Rập bao gồm những nước nào? Thế giới Ả Rập bao gồm 22 quốc gia cùng nói một ngôn ngữ chính là tiếng Ả Rập. Thế giới Ả Rập trải dài từ khu vực Đông Bắc Phi đến Tây và Tây Nam Á, có diện tích khoảng 17 triệu km vuông với tổng dân số khoảng 423 triệu người và có các quốc gia cụ thể như sau. 11 quốc gia ở Đông Bắc Phi là Ai Cập, Sudan, Libya, Algeria, Maroc, Somalia, Mauritania, Comoros, Djibouti và Tunisia. 11 quốc gia ở Tây Nam Á bao gồm Jordan, Palestine, Syria, Iraq, Ả Rập Xê Út, Yemen, Qatar, Oman, Kuwait, UAE, Liban và Bahrain. Và đây chính là thế giới Ả Rập. Và chắc chắn sau này Salim sẽ làm những video nói cụ thể về từng nước Ả Rập một và những cái tiềm năng mà các nước Ả Rập này có.
Vì như vậy thì Salim có thể tạo ra những cái cơ hội cho các bạn Việt Nam để tìm hiểu về các nước Ả Rập và những cái tiềm năng mà các nước này đang có, để mình có những cái cơ hội làm việc hoặc là hợp tác về mặt thương mại hay là thậm chí về du lịch nếu như các bạn muốn tham quan các nước đó. Vì thật sự rất nhiều cảnh đẹp và đáng để đi du lịch. Có những người có thể thắc mắc là các quốc gia Ả Rập này có thống nhất với nhau không? Giống như kiểu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN hay là Liên minh châu Âu chẳng hạn. Thì rất tiếc là không. Đó vẫn là một ước mơ của tôi. Và biết bao nhiêu chàng trai người Ả Rập. Thật sự, nếu như mà chúng tôi thống nhất với nhau, sẽ trở thành một cái sức mạnh rất là lớn. Nhưng vẫn là một ước mơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Salim. Và nếu như mà các bạn vẫn có một câu hỏi nào thắc mắc thì các bạn hãy bình luận cho Salim dưới phần bình luận của video. Và xin chào, hẹn gặp lại.